Hoa Nhường Nguyệt Thẹn tập 9. Để ra rõ chân tướng, bất cứ ai cũng không được rời khỏi đây. Bổn cung phải điều tra kỹ càng. Còn điều tra gì nữa? Chính là ngài không liên quan tới bổn vương. Tại sao phụ hoàng lại hôn mê? Bổn cung tự khắc điều tra rõ. Việc cấp bách bây giờ chữa trị cho phụ hoàng. Có phải hoàng thượng mê do trúng độc không? Có biết làm cách nõa giải hoàng thượng quả thực đã trúng độc, nhưng thần vẫn chưa biết kỹ độc như thế nào. Nương nương tha tội. Khởi bẩm nhu phi nương nương, Diệp Nhan y thuật cao siêu, có thể giải được bách độc, không biết có thể để cô ấy thử không? Dân nữ chỉ biết một chút y thuật, nếu là độc mà ngay cả thái y cũng không giải được, chắc chắn ta không giải được. Sao có thể giao ô tiên cho mạng y nữ dân gian thấp bé chứ? Cô phu nhân tướng quân hôn mê hơn một năm, Diệp Nhan điều trị xong chỉ một ngày là tỉnh lại, có thể thấy cô ta cũng có chút bản lĩnh. Sao người không để cô ấy thử xem? Muội muội bây giờ cứu hoàng thượng cấp bách, nếu muội chữa được thì là đại công, còn nếu muội không chữa chính là làm trái ý chỉ của nhu phi nương nương, Diệp gia chúng ta cũng bị liên lụy, tình hình nguy cấp, mong tiểu hoàng thím thử xem. Dân nữ quả thực có cách giải độc, nhưng cách chữa trị không thể truyền ra ngoài, cần dùng bình phong che lại mới được. Giấu giấu giếm giếm như vậy, sợ rằng cô có ý đồ bất chính, muốn làm hại hoàng nương nương đã không yên tâm thì không cần để cô nương này trị cho hoàng huynh nữa. Giải độc cho hoàng thượng quan trọng, ta sẽ không để người khác được như ý muốn. Người đâu, mang bình phong lên đây. Đúng là trúng độc. Tiêm xong thuốc giải độc này, chắc độc tố trong người hoàng thượng dần được giải trừ. Nhưng rốt cuộc làm sao hoàng thượng lại trúng độc? Thì ra là tự mình hạ độc. Lẽ nào là muốn mang giá họa cho ngự vương? Hoàng đế này mới là kẻ ác độc. Diệp cô nương, cô có giải được độc của phụ vương không? Hoàng thượng hồng phúc tề thiên, vừa hay ta có thể giải được mà người trúng vậy phải. Còn đợi gì nữa? Mau giải độc cho hoàng thượng đi. Hãy lệnh cho người 11 bát nước tới đây. Hoàng thượng uống xong sẽ tự khắc tỉnh đúng lại. Đúng là ăn nói bậy bạ. Người đâu, lôi cô ta ra chém cho ta. Du phi nương nương khai ân, tiểu nữ có tội gì đâu. Đến ngự y cũng bó tay vất mà hoàng thượng trúng mãi. Mà cô lại nói nước sạch có thể giải độc, làm lỡ dở việc chữa trị, đúng là tội không thể chém cô ta thì còn giữ lại làm gì? Nhan nhi, nếu muội không giải được độc thì dập đầu nhận tội với nhu phi nương nương. Nương nương khoan dung độ lượng, sẽ không trách tội muội đâu. Nhưng muội không thể nói bừa, đây là tội khi quân đấy. Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, liên quan tới tính mạng cả nhà, Diệp Nhan tuyệt đối không dám nói bông. Nếu là lang băm thì đáng chém, nhưng nếu nước sạch thật sự thể giải được mà lại không cho hoàng huynh, vậy thì hậu quả dôn hô phi nương nương gánh chịu sao? Chính ngài đã hạ độc, ngài còn muốn vu oan giá họa. Nhu phi nương nương, Diệp cô nương nói rồi, nước sạch giải được độc cũng không làm hại tới long thể, bây giờ không còn cách nào khác. Sao không thử xem? Người đâu, mau đi lấy nước, ta phải đích thân cho hoàng thượng uống. Nếu không chữa được cho hoàng thượng thì ta sẽ lôi phủ tướng quân ngươi ra đền mạng. Hoàng thượng, hoàng thượng, từ từ thôi. Hoàng thượng, Diệp Nhan, sao hoàng thượng lại ho ra máu? Máu của hoàng huynh chuyển từ màu đen sang màu như đỏ, vậy chẳng phải chứng độc tỏ đã được giải rồi sao? Diệp cô nương quả nhiên thuật cao minh, nhưng rốt cuộc phụ vương trúng độc gì vậy? Khởi bẩm thái tử điện hạ, hoàng thượng không trúng độc vào hôm nay, mà đã trúng phải chất độc mãn tính từ lâu trước đó, độc tố tích tụ từng ngày, hôm nay mới phát tác. Ăn nói sằng bậy, người đâu, lôi cô ta xuống cho ta. Phi nương nương, bà muốn giết người diệt khẩu sao? Khoan đã, không ngờ lại có kẻ độc trẫm trong thời gian dài. Các ngươi đều làm cái gì thế hả? Hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng, thần thiếp bị oan, mau đứng lên. Sao trẫm lại nghi ngờ ái phi được? Long thể hoàng thượng quan trọng, phải mau chóng trị độc tố trong người. Tiệc thưởng đăng hôm nay di tán đi vậy. Lui xuống đi. Khoan đã, không ai được đi hết. Nếu rượu mà bổn vương dâng lên không có độc, thì tại sao nhu phi nương nương lại nói chuyện hôm nay hoàng thượng độc có liên quan tới bổn vương? A ngự chớ tức giận. Nhu phi cũng chỉnh thời nóng lòng thôi, không cần để ý lời của phu nhân. Chuyện mưu hại sao có thể nói lung tung được? Sao ta lại thấy nhu phi nương nương sớm đã biết chuyện này hoàng thương sẽ trúng độc? Hay là nhu phi nương nương nghĩ rằng bổn vương dễ ức hiếp, có thể mặc cho kẻ khác chỉ thích? Nhu phi,
còn không mau tạ tội với Ngự Vương đi, sau này không được kính với Ngự Vương nữa. Là bổn cung đã mạo phạm, xin Ngự Vương tha tội. Nếu Hoàng Huynh không sao rồi, thì thần đệ xin cáo từ. Hoàng Thúc, người đừng giận, Hoàng Thúc, Diệp Nhan đâu? Có dân nữ, cô có công giải độc cho trẫm, cô muốn thưởng gì? Dân nữ không cần thưởng gì hết, chỉ xin Hoàng thượng nhất định tìm ra tung tích của phụ thân ta. Diệp Lăng tướng quân chinh chiến quốc gia, chiến công hiển hách, mất tích 3 năm, trẫm cũng vô cùng đau lòng. Trẫm nhất định sẽ dốc toàn lực kiếm tung tích của tướng quân. Tạ Hoàng thượng long ân. Cô với Ngự Vương vốn có hôn ước, hôm nay trẫm phong cô làm y nữ thái y viện. Mẫu thân của dân nữ chưa hoàn toàn khỏi bệnh, vẫn cần ở nhà chăm sóc, e là không thể đương trọng trách này. Trẫm cho phép cô chữa chức quan trên danh nghĩa, còn bình thường cô vẫn tự do. A Ngự sức khỏe không tốt, sau khi hai người thành hôn, cô phải thay trẫm chăm sóc chu đáo cho Ngự Vương đấy. Tạ chủ long ân. Cho tí lợi lộc là muốn tàm tai mắt của người chứ gì. Nhã Tình thường ngày là một cô nương biết nghĩ cho đại cuộc như vậy, sao hôm nay lại không biết mực tới vậy? Cô ta biết chừng mực quá đi ý chứ, nào cũng gài bẫy nhằm vào con. Diệp Nhã Tình lòng dạ thâm sâu vậy sao? Nếu sau này cô ta còn ngáng chân con vậy nữa, thì đừng trách không khách khí với cô ta. Là vương gia đưa chúng ta vào cung, xe ngựa của phủ tướng quẫn không đi theo, bây giờ phải làm thế nào? Diệp phu nhân, Diệp cô nương, Ngự Vương đã sắp xếp ngựa đưa phu nhân về phủ, làm phiền vương gia bận lòng rồi, xem như ngài ấy còn có chút lương tâm. Xin Diệp cô nương dừng bước, xin cô hãy lên xe ngựa. Ngự Vương có chuyện muốn bàn, ta có gì để nói với ngài ấy chứ? Nhan Nhi, Diệp cô nương, vương gia đợi cô mạch lúc ra khỏi cung tới giờ, nếu như cô không đi thì ta không biết ăn nói lại có ăn nói được hay không, liên quan gì tới ta? Không hoàn thành nhiệm vụ ta bị ăn đòn đấy. Diệp cô nương hãy thương xót ta, hôm nay ta suýt nữa bị chém đầu, còn bị kẻ khác hãm hại, ai thương xót ta đây? Nhan Nhi, mẹ về phủ trước đây, lát nữa con về theo ngựa của Ngự Vương nhé. Mẹ, cung tiễn phu nhân. Bảo ngài ấy nói nhanh lên, ta vội. Mau lên xe, ta cần cô. Cái tay này không kiềm chế nổi muốn nắm lấy, tức quá mà. Chồng ghẹo xong thì chạy mất, còn không có tâm trí. Không phải tâm thần phân liệt là đàn ông cặn bã. Cô nhìn gì thế? Nhìn ai đó tuấn tú thế này, tiếc là không có lương tâm. Trong rượu của Hoàng thượng độc hay không? Muốn biết à, xin ta đi. Không nói tới chuyện này còn không tức giận. Ngài có biết hôm nay Hoàng thượng tự hạ độc mình là để vu oan giá họa cho ngài không? Nếu không phải ta kịp thời ra tay, thì ngài bị giá họa rồi đó. Nói vậy là lẽ ra ta phải cảm ơn Tùng Hoàng mới không đúng. Dám nhận đâu nhé. Vương gia, Diệp cô nương, vương gia sao vậy? Trong ly rượu của vương gia cũng có độc, đừng làm ầm lên, ta vẫn gắng chịu được. Chất độc kỳ lạ trước lại xuất hiện rồi, hơn nữa còn áp chế rượu độc. Diệp cô nương cùng đến phủ Ngự Vương à? Đưa ta về nhà trước đã. Xem ra trước đó ta đã coi nhẹ tố trong người Ngự Vương. Thanh Phong, rốt cuộc chuyện độc trong người Vui Vương gia nhà các ngươi là thế nào? Gia của bọn tạch là cơ thể yếu từ nhỏ, ta biết từ lâu rồi, không cần giấu ta. Hay là ngươi không muốn giải độc cho vương gia của các ngươi? Diệp cô nương, cô giải được độc cho vương gia của bọn ta, ta biết càng nhiều thì càng chắc khả năng chữa trị. Vương gia bọn ta trúng độc mục xương, mỗi tháng độc sẽ phát tác 5 ngày, bình thường ẩn trong xương, không khác gì người bình thường. Thuốc này mỗi ngày một lần, tuy không thể giải trừ hết tố trong người ngài ấy, nhưng chí ít có thể giảm nhẹ triệu chứng bệnh đa của ngài ấy. Diệp cô nương, ta đi đây, có chuyện gì thì tìm ta. Diệp cô nương đi thong thả.
cứ thế mà đi à, ta nằm vẫn chưa chán mà. Lão gia, ngài làm sao thế? Mấy hôm nay trông ngài mặt mày ủ dột quá vậy. Tuy ta đã giao trả ấn tín rồi, nhưng trong tay tảng còn giữ lại vài tờ tiền. Ngài sợ gì? Dù sao nha đầu Diệp Nhan Đổng không biết. Ta sợ đó, nha đầu đó không phải không biết, mà là cố tình để lại cho ta. Trời ơi, lão gia, dạo này không phải mấy nhận được tiền hàng lớn hay sao? Chỉ cần kiếm được tiền, sợ cô ta làm gì chứ? Ta nói nàng nghe, tuy ta nhận được tiền đặt cọc rồi, nhưng giờ ta không có ấn tín, thể điều động vật tư, không thể giao hàng đúng hẹn được. Lão gia, nếu không thể giao hàng đúng hẹn sẽ bị phạt gấp 10 lần đó. Phải làm sao đây lão gia? Nàng nghe ta nói, trong kho của chúng ta vẫn còn có một ít cống phẩm. Nếu đem hàng đi giao trước, rồi trước cuối tháng bổ sung sau, có lẽ vẫn còn kịp. Lão gia, cuối tháng là sinh thần của Vương thị, sao không lấy cớ này mời Ngự Vương tới mừng thọ? Vậy thì sắp xếp một vở kịch hay, định chuyện của Hân Nhi và Ngự Vương luôn. Có lý đó. Thanh Phong, nước. Vương gia, sau khi ngài uống thuốc giải của cả Diệp đã nửa tháng không uống thuốc rồi, nhưng Diệp cô nương đã nói của cô ấy có tác dụng làm thể giải độc, ngài vẫn nên uống thuốc đi ạ. Không, vứt nó đi cho ta, đốt đi. Ta không thể tiếp tục nó khống chế được, không được đâu vương gia. Thiện độc đường nói nếu một tháng dài không uống thuốc thì sẽ phát độc. Ngày nào ta còn không thể thứ thuốc giải này, ngày đó ta vẫn không thể thoát khỏi nanh vuốt của bọn chúng. Không phải là ngài hủy Thanh Lan Quốc, bọn chúng sẽ trả lại tự do cho ngài sao? Trả lại tự do cho ta ư? Bọn chúng có giả tâm lớn lắm. Thứ chúng muốn đâu chỉ có mỗi Thanh Lan Quốc này. Lẽ nào không có loại thuốc nào thể giải độc này sao? Vương gia, vương gia, làm sao đây? Diệp Nhan, vương gia. Diệp cô nương, đứng dậy nói. Vương gia nhà các ngươi lại bị hay bị thương sao? Chỗ nào vương rồi? Vương gia không nhà phải ta nói. Vương gia nhà các ngươi dăm ba hôm lại bệnh, gả cho ngài ấy sớm muộn cũng thành quả phụ. Diệp cô nương, xin cô hãy cứu vương chất gia nhà các nguy hiểm tới vương sinh mạng. Vương gia sắp không trụ được nữa rồi. Đi mau. Ngày ấy như vậy bao đã lâu hai rồi? Canh giờ rồi, sao không gọi ta đến? Gia vẫn cứ uống thuốc, không để chúng tôi làm ầm lên. Ngươi ra ngoài đi. Diệp cô nương, để tôi ở lại chăm sóc vương gia. Ta không ra thể ngoài. Khám bệnh ra khi ngoài. Có mặt ngươi đợi ngoài. Ở bên ngoài đi. Nhan Nhi, cô tới rồi à? Ta đây, ta tới rồi. Ngài yên tâm ngủ một giấc đi. Việc còn lại cứ giao cho ta. Độc tố này sẽ biến đổi theo chu kỳ. Bình thường nó ẩn trong xương cốt, khi phát tác nó sẽ lan ra khắp cơ thể. Bắt buộc phải ngăn không cho độc tố lan ra. Để trừ độc còn phải nghĩ cách thêm. Diệp cô nương, Diệp cô nương gia thế nào rồi? Vương Phi, Vương Phi, tôi có thể vào trong chưa? Coi như đã khống chế được độc tố rồi. Mệt chết ta rồi. Bổn vương nghe thấy
có người gọi Vương Phi. Xem ra chữa trị có hiệu quả, đầu óc rất tỉnh táo. Bận rộn cả một đêm, cô vất vả rồi. Ta phải về ngủ bù đây, nếu ngài có chút lương tâm thì đừng có phát bệnh nữa đấy. Thanh Phong, đưa Diệp cô nương về phủ. Vân, Vương gia, Vương gia, không phải hôm nay ngài phải đi gặp hoàng thượng sao? Ngài cần phải nghỉ ngơi, chạy lung tung gì chứ? Đương nhiên là có chuyện quan trọng làm rồi. A Ngự, gần đây sức khỏe của đệ thế nào? Nếu không tiện thì sau này kiển không cần thượng triều nữa. Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Thượng triều là bổn phận của thần tử, là việc nên làm. Đệ ấy à, từ nhỏ đã cố chấp. Hôn sự của đệ và đệ suy nghĩ đến đâu rồi? Xin hoàng huynh nghĩ kỹ lại. Thần đệ vẫn chưa có ý định thành thân. Diệp cô nương là con gái tướng quân, lại tinh thông y thuật, có thể nói là tài mạo song toàn. Có gì không thỏa đáng chứ? Hoàng thượng không biết đó thôi. Có tin đồn Diệp Nhan vô lễ, bắt nạt tỷ muội. Nữ tử giống như vậy sao có thể vào hoàng thất chúng ta chứ? Trẫm ấy à, đã điều tra rồi. Đó chỉ là tin đồn thôi. Huống hồ hôn ước của hai người do trẫm đích thân hứa hôn. Dù sao ngươi cũng không thể bảo trẫm nói lời không giữ lời chứ. Thần đệ tuyệt đối không lấy Diệp Nhan. Mong hoàng huynh rút lại lệnh đã ban. Ngự, đệ làm gì vậy? Người đệ còn yếu, mau mau đứng dậy. Xem ra phải sớm tiến hành hôn sự cho hai người, để mà sung hỷ cho đệ. Mau, mau dìu Ngự Vương đứng dậy đi. Nếu hoàng huynh không rút lại lệnh, thần đệ sẽ quỳ ở đây, không đứng dậy. Truyền thánh chỉ của trẫm, thêm tên Diệp Nhan Đoào gia phả hoàng gia, chọn ngày thành hôn. Hoàng, hoàng huynh, hoàng huynh, hoàng huynh. Tới rồi, ngày ấy tới rồi. Không ngờ ngày ấy lại thân tới phủ tướng quân. Có chuyện gì ta cũng không biết. Mau qua đó xem thử. Đi, Vĩ Thúy, đi. Tiểu thư có gì dặn dò? Kẻ nào làm ồn ào ngoài kia vậy? Đuổi khỏi phủ tướng quân cho ta. Ngự. Vâng. Gần một canh giờ rồi, sao vương gia nhà các ngươi vẫn chưa ra? Bình thường đều như vậy. Bình thường. Lúc này tuyệt đối không được làm phiền họ. Ta muốn uống nước. Sao ngài lại tới đây? Ta bảo Phỉ Thúy đợi ở bên ngoài. Hôm nay ta đặc biệt tới để cảm tạ cô. Vậy ngài định cảm tạ ta thế nào? Ta xin hoàng thượng ban thưởng cho cô. Huynh đệ keo kiệt đó của ngài thể thưởng cho ta thứ gì chứ? Ta đã xin hoàng thượng chính thức phong cô làm Ngự Vương, là phần thưởng cho việc nàng trị bệnh cho ta từ trước đến nay. Trong mắt ngài, không nhận một cuộc giao dịch lấy danh nghĩa ban thưởng báo đáp lòng tốt của ta sao? Nhan Nhi, ta không có ý đó. Nếu ngài cảm thấy việc ta làm trước đây là vì vị trí Ngự Vương Phi, thì ngài nhìn nhầm người rồi. Ta cái gì mà ta? Ra ngoài, ta phải thay y phục. Nhan Nhi, ra ngoài. Nhan Nhi. Vương gia, sao nhanh vậy? Bình thường gan. Bổng lộc ngày thường vương cho ngươi còn ít, ngươi báo đáp bổng vương như vậy à? Thuộc hạ biết sai, mong vương gia tha tội. Tiểu thư, Thanh Phong phạm lỗi lớn gì rồi vương sao gia à? Nhà bọn họ lấy hắn trả xả giận ấy mà. Viễn Hân, Viễn Hân, con đi chậm thôi. Viễn mẹ, mẹ nhanh lên đi, nếu không con không gặp được Ngự Vương đâu. Là con cứ đòi chải chuốt lại lần nữa, giờ con biết vội rồi à? Được rồi, không phải con lo cho tương lai nhà họ Diệp con sao? Để Ngự Vương uống trà đợi đi. Vâng. Ngự Vương đâu, cô giấu Ngự Vương đi đâu rồi? Vĩ Thúy, phấn son bán ngoài kia mua dùng ít thôi, dễ bị nhiễm độc chì lắm. Tiểu thư, nô tỳ biết rồi. Dạo này nô tỳ đều dùng nạ tiểu thư cho nô tỳ. Diệp Nhan, cô điếc à?
Ta hỏi cô Ngự Vương đang ở đâu, còn nhớ trước đây ta nói với cô, nhiễm độc gì sẽ có biểu hiện gì không? Nhớ ạ, không thể ngồi yên, dễ nổi nóng, cáu kỉnh. Dừng tay. Không biết Ngự Vương đại giá quang lâm, Diệp gia thất lễ không nên đón từ xa. Tổ mẫu, bà coi Diệp Nhan kìa, chính là cô ta giấu Ngự Vương đi đó. Im miệng. Con còn muốn gặp Ngự Vương không? Ngự Vương, chắc ngài sẽ không nể mặt bà lão như ta chứ? Ngự Vương, biết ngài tới phủ tướng quân, bao nhiêu người xếp hàng để gặp ngài này. Diệp Nhan muội muội đã là Ngự Vương phi rồi, đến người nhà của muội ấy ngài kiền không gặp sao? Bổn vương không gặp người lạ. Thanh Phong, dẹp hết đi. Ngự Vương là người các người muốn gặp gặp sao? Là bà lão này đường đột rồi. 16 tháng giêng là sinh thần của Vương thị, đến lúc mời Ngự Vương tới phủ mừng thọ. Đi, đi. Cô học y thuật cổ quái này ở đâu vậy? Đây là phương pháp bí mật phụ thân của ta năm đó, chinh chiến Tây Vực từ Vương Triều Minh Khê đó. Ngài phải giữ bí mật thay ta đó, nếu không ta không chữa cho ngài nữa, để ngài phát độc mà chết. Trước đây bổn vương không sợ chết, nhưng giờ ta có ngừng ta hằng nhớ nhung, ta không muốn chết nữa. Gương mặt nhỏ này của ngài, nói câu này không đỏ mặt sao? Sao lại nóng như vậy? Thanh Phong mang bếp sưởi vào đây đi, đưa ta xem. Ta lạnh quá. Thanh Phong, mau đi chuẩn bị một thùng nước lạnh, càng lạnh càng tốt. Diệp cô nương, chừng này đã đủ cũng chưa? Tạm đủ rồi. Nước lạnh có thể ngăn độc tống người Ngự Vương lan ra tứ chi. Diệp cô nương, sao cô không tiếp tục nữa? Kim này có thể hút độc tô trên người Ngự Vương ra ngoài từ huyệt vị. Nhưng mà phần huyệt vị trong nước, đứng bên ngoài thùng gà không dễ tiến hành được. Hay là để ta vào trong đó vị trí, để ta không làm. Đơn giản như vậy đâu. Kim này phải thay đổi kịp thời, hơn nữa buộc phải thực hiện quá trình trong nước lạnh. Vậy vậy thì vất vả cho Diệp cô nương rồi. Thanh Phong, mau dìu ngài ấy ra lau ngoài. Sạch sẽ, dìu lên giường. Thanh Phong, dìu ta, lau khô trước. Thanh Phong, ngươi coi ta là người hầu thật à?